Giang ơi! Giang! Sao suốt ngày con cứ chơi vậy? Chơi từ sáng đến tối luôn, không biết đường về nữa. Theo ba đi vậy? Ba không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Năm đó, tôi học cấp 3, chiếc xe đạp hai cùng tôi đến trường. Hầu như ngày nào cũng bị hư. Em! Xe hư hả? Con muốn lên xe máy ngồi không? Hôm nay tao một cái đi. Nghèo mà còn bị đặt làm giá nữa. Ba, hay là ba mua cho con chiếc xe máy đi ba. Ba chỉ cần mua chiếc nào mà cũ cũ rẻ rẻ thôi cũng được. Con không cần phải xe mới đâu. Mấy xe đạp của con á, nó cũng bị hư rồi. Chuyện của con á, bây giờ chỉ học hành thôi. Còn cái chuyện mua xe, từ từ tính.